Gia đình anh Phạm Văn Xuân ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông năm nay có cái Tết đủ đầy, khang trang hơn mọi năm. Có được thành quả này nhờ vào kết quả thu hoạch hơn 1,3 hectare đậu nành trúng mùa, được bao tiêu đầu ra với giá ổn định. Việc trồng cây đậu nành theo mô hình liên kết của gia đình anh Phạm Văn Duẩn được công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp áp dụng tại Tây Nguyên hơn 3 năm qua đã cho thấy hiệu quả vượt trội về kinh tế và môi trường. Bà con nông dân thấy được nhiều cái lợi khi trồng giống đậu nành Vinasoy 02NS như giảm được lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới trong quá trình canh tác và năng suất cao từ 2,5 đến 3,5 tấn một hecta. Ở một hecta mà được hơn 4 tấn. Này, như vậy là cảm thấy là cái năng suất của nó là đảm bảo được mức độ năng suất là được. Thế nên là cái giá thành thì lại được Vinasoy họ bao tiêu với giá cả ổn định, nên là gia đình coi là mấy năm nay là cũng muốn mở rộng để làm thêm tí đậu nành cho gia đình thêm thu nhập. Không chỉ với riêng bà con nông dân ở Tây Nguyên, mô hình liên kết trồng đậu nành cũng đang được doanh nghiệp này nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước, góp phần hỗ trợ người nông dân không phải chịu cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Với nền tảng nguồn giống đậu nành được chọn từ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy hơn 10 năm qua, đã và đang chứng minh kết quả hữu hiệu kết hợp với việc hỗ trợ kỹ thuật trồng, thu hoạch cơ giới hóa, bao tiêu đầu ra, nên đến nay diện tích cây đậu nành được trồng xen canh hai vụ lúa, một vụ đậu, đang giúp người nông dân lấy lại niềm tin với cây đậu nành. Cái tạo ra cái giống này mà phát triển ngoài sản xuất như hiện nay ấy, thì cũng là một cái việc chia sẻ với bà con nông dân. Chia sẻ đây thì tôi nói là tạo thêm công việc làm cho bà con nông dân ở những vùng mà chuyên canh đậu tương. Cái thứ hai nữa, cái giá mua của Vinasoy thì cao hơn so với giá thị trường. Việc mà liên kết sản xuất theo chuỗi này mà lại gắn với bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân ấy, thì là quá là quý. Và chúng tôi đánh giá cao và đi thăm một cái mô hình như thế này thì cũng là cái cơ sở để cục chuột chúng tôi tiếp thu và cũng phổ biến với các địa phương mà có cái điều kiện canh tác tương tự. Tại tỉnh Vĩnh Long, từ hơn 2 năm nay, rất nhiều hộ nông dân thấy được cái lợi rõ nét khi chuyển sang mô hình liên kết chuỗi canh tác cây đậu nành. Bởi không chỉ về trước mắt mà còn về lâu dài, phát triển nền nông nghiệp đậu nành bền vững hơn. Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là vùng trồng đậu nành tiềm năng và được Vinasoy tập trung phát triển mở rộng diện tích trong năm 2023. Và những năm tới, bởi diện tích trồng tập trung, thổ nhưỡng thuận lợi, địa hình bằng phẳng, rất thuận lợi cho cơ giới hóa khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch. Có bao tiêu thu mua lại. Từ chỗ đó người dân là không có sợ gì hết. Đến nay, sau 25 năm phát triển, doanh nghiệp này đã sở hữu 3 nhà máy ở Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Bình Dương với tổng công suất 390 triệu lít một năm, cung ứng đến 1 tỷ sản phẩm cho hơn 80 triệu người tiêu dùng mỗi năm. Những bước đi về xây dựng vùng nguyên liệu của Vinasoy được nhiều chuyên gia đánh giá vừa góp phần giúp doanh nghiệp chủ động được nguyên liệu cho sản xuất, vừa góp phần giúp cho cây đậu nành bền vững hơn, căn cơ hơn. Rõ ràng là chúng ta đã hình thành các doanh nghiệp lớn, không chỉ đơn thuần thực hiện cái việc thu mua, chế biến và xuất khẩu, mà bản thân họ đã thành lập những trung tâm nghiên cứu, những cái viện nghiên cứu để họ phục vụ cho cái mục đích sản xuất, kinh doanh, thị trường, chất lượng của họ để phục vụ cái việc phục vụ cái nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như tiêu thụ ở quốc tế. Đây là cái xu thế phát triển chung của doanh nghiệp Việt Nam để cho đảm bảo phù hợp với những cái nhu cầu phát triển của rất chung của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng đang hướng đến kiến tạo hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật vươn tầm thế giới vào năm 2030. Theo đó, doanh nghiệp này đặt niềm tin vào khả năng khai mở những thị trường mới với sứ mệnh tiên phong phát triển các giải pháp dinh dưỡng toàn diện, mang lại cuộc sống lành mạnh cho mọi nhà. Dựa vào cái ngân hàng nguồn gen mà đang có để lai tạo cải thiện dần những cái đặc tính mà nó còn chưa có hoàn thiện đó, thì sắp tới sẽ có những cái giống mới, nó sẽ tốt hơn cái giống hiện tại, đặc biệt là năng suất cao để cái việc mà sản xuất của bà con nó có hiệu quả tốt hơn như bây giờ. Có thể nói, câu chuyện về cách làm của một doanh nghiệp chuyên tâm gắn bó với cây đậu nành hàng chục năm qua cho thấy một xu hướng bền vững cho ngành nông nghiệp đậu nành Việt Nam
thông qua mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đây cũng là cách Vinasoy xây dựng nền tảng cho hệ sinh thái dinh dưỡng đậu nành của công ty trong tương lai. Trong đó, doanh nghiệp được xem là khâu kết nối giữa sản xuất và thị trường, giúp sản phẩm nông nghiệp Việt tăng lợi thế, có sức cạnh tranh cao hơn nữa trên thị trường nội địa và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.